YouTube channel của Living House. Trong video này thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn những cái chức năng của Revit, giao diện của Revit là gì, cách thức hoạt động của nó, và tiếp theo nữa là nói về Family. Cuối cùng mình sẽ nói về Template và hướng dẫn cho các bạn sử dụng Template của Living House để phục vụ cho việc hoạt động. Ok, như các bạn đã nhìn thấy, đây là giao diện khởi động của Revit. Và ở trong cái ô này chính là nơi các bạn có thể mở dự án, tạo ra những cái dự án mới. Và bên dưới đó là những template default có sẵn của Revit để hỗ trợ cho các bạn thực hiện dự án mẫu. Và bên cạnh đó, trong cái ô đó là những cái dự án các bạn vừa mới mở. Phía ngay bên dưới trong ô màu đỏ chính là nơi để các bạn mở và tạo mới những cái family. Còn tại đây thì chứa những cái resource của Torres, các bạn có thể học những cái skill cơ bản và nâng cao tại đây. Video hướng dẫn bằng tiếng Anh. Và bắt đầu mình sẽ mở một dự án mẫu có sẵn của Torex. Như các bạn nhìn thấy, đây là cái giao diện đầu tiên khi các bạn vừa mới mở cái file Revit mẫu ra. Tại đây chính là cái Working View. Working View thể hiện cái 3 model cũng như tất cả những cái bản vẽ của bạn đều thể hiện ở đây. Và trong cái khung mình đang vẽ là Project Browser. Tại đây các bạn có những cái view làm việc, có những cái schedule bản vẽ khối lượng, rồi có những cái bản tính toán và có những cái bản vẽ đã trình bày trong sheet để sẵn sàng để in. Rồi có tất cả những cái family, những cái model liên vào. Các bạn có thể xem Project Browser giống như trái tim của dự án, giống như cái Windows Explorer bình thường. Ở đây là khung Ribbon, nơi chứa tất cả những cái lệnh của Revit. Còn tại đây gọi là Properties. Đây thể hiện tất cả những cái thông tin của vật thể các bạn đang chọn. Nếu như các bạn không chọn gì hết thì Properties thể hiện cái thông tin của cái view mình đang mở. Ví dụ như ở đây, khi các bạn nhìn vào thì mình sẽ nhìn thấy những cái thông tin ví dụ như scale của cái view này là gì, tên của nó là gì, vân vân. Template thể hiện của cái view này là gì. Tiếp theo, ở góc trên cùng của Revit là nơi các bạn chứa những cái lệnh mà mình hay sử dụng nhất. Mình có thể pin những cái lệnh trên đây để mình sử dụng cho nó tiện, thay vì mình phải switch qua lại những cái view. Và mình có những cái tab dành cho vẽ architect, vẽ structure, vẽ MEP. Thì MEP các bạn có khu vực để vẽ HVAC như mình đang vẽ. Tiếp theo là khu vực dùng để vẽ firefighting và flooding, cũng như piping, tất cả các loại piping. Đây là phần dùng để vẽ các thiết bị điện. Đây là cái tab các bạn dùng để làm việc với những cái file link bên ngoài như Revit, CAD, vân vân. Tiếp theo thì đây là cái tab khá là quan trọng, gọi là tab Annotation. Đây là nơi để các bạn trình bày bản vẽ. Các bạn có thể đi, có thể vẽ các cái đường 2D, rồi các bạn có thể tab note thêm những cái text để trình bày bản vẽ của mình. Tất cả những cái lệnh đó đều nằm trong cái tab này. Và tab View cũng là một tab rất là quan trọng. Và ở đây chứa những cái lệnh để các bạn có thể tùy chỉnh cái view của mình đang thể hiện thành cái bản vẽ mà mình mong muốn. Nó được phép thể hiện cái gì, không thể hiện cái gì, vân vân. Tất cả những cái lệnh liên quan đến thể hiện bản vẽ đều nằm ở đây. Tab cuối cùng mà mình giới thiệu ở đây là cái tab cực kỳ quan trọng. Ở đây chứa những cái lệnh mà bạn sử dụng nhiều nhất. Đó là tab Modify. Ở đây chứa những cái lệnh như Copy, Mirror, Rotate, vân vân. Những cái lệnh dùng để hiệu chỉnh đối tượng bên trong Revit. Những cái tab còn lại nó cũng có cái quan trọng, có cái không quan trọng. Nhưng đối với người mới bắt đầu thì mình không cần phải quan tâm đến nó lắm. Các bạn chỉ cần quan tâm đến những cái tab mà mình vừa giới thiệu. Bây giờ mình sẽ bắt đầu đi nói về Family. Thì 99,99% tất cả những cái vật thể bên trong Revit đều được gọi là Family. Từ một cái thiết bị, một cái ống gió, một cái ống nước, vân vân, cho đến những cái text ở trong đó đều là Family cả. Vậy làm sao Revit có thể quản lý được những cái Family đó? Thì Revit chia tất cả những cái đó ra thành category. Ví dụ như các bạn nhấn vào đèn thì bạn sẽ nhìn thấy category của nó là Lighting Fixture. Và các bạn có thể nhấn lệnh VV để xem những cái category của Revit. Hiện tại các bạn đang nhìn thấy ở đây là Model Category. Model Category là chứa tất cả những cái đối tượng Family tạo thành cái 3 model của bạn. Và gần như tất cả những cái đó mang ra ngoài thực tế các bạn đều sợ được hết. Chỉ có một số rất là ít, một số thứ vô hình. Còn đây là Annotation. Annotation chứa những cái Family nó vô hình, nó chỉ hỗ trợ cho các bạn trình bày bản vẽ. Ví dụ như tag, note, vân vân, những cái đó ra bên ngoài không có sợ được.
Vậy thì có một câu hỏi mới được đặt ra là category đó là cái gì? Thì để trả lời câu hỏi này thì mình sẽ đưa ra một cái ví dụ trực quan hơn. Ví dụ như các bạn vào Tiki hay là Lazada mua hàng thì các bạn sẽ vào những cái danh mục hàng hóa, ví dụ như là quần áo hay điện thoại. Và vào trong điện thoại các bạn có rất là nhiều loại điện thoại trong đó. Tương tự vào quần áo thì bạn sẽ có quần áo, váy, vân vân. Thì một cái category nó cũng giống như một cái danh mục y chang như vậy. Vào danh mục của lighting fixture thì các bạn có đèn downlight, đèn recesses, vân vân, tất cả những cái loại đèn đều nằm trong cái danh mục là lighting fixture. Và vậy làm sao mà Revit nó quản lý được family theo category? Cách có quản lý như thế nào thì như các bạn nhìn thấy ở đây, khi mình cho một cái đèn, mình muốn thay đổi nó thì mình chỉ có thể thay đổi nó thành một cái lighting fixture khác, một cái loại đèn khác, chứ mình không thể thay đổi nó thành một cái miệng gió hay là một cái thiết bị được. Và khi mình sổ xuống mình sẽ thấy có những cái dòng màu xám và những dòng màu trắng. Và có khi một cái dòng màu xám đó chứa một cái dòng màu trắng, và cũng có khi nó lại chứa nhiều dòng. Vậy màu xám là gì, màu trắng là gì? Thì màu xám giống như là một cái dòng thiết bị nào đó, còn màu trắng giống như là những cái model bên trong đó. Ở đây mình có mở một cái ví dụ là một cái catalog. Thì các bạn nhìn thấy một cái thiết bị ở đây, bên dưới nó có rất là nhiều cái series, nhiều cái model bên dưới có kích thước khác nhau. Và những cái màu trắng này giống y chang những kích thước khác đó. Và nếu mà cho một cái ví dụ thì mình sẽ lấy Samsung có dòng Galaxy, thì mình sẽ có những cái family con là Galaxy S3, S4, S5. Như vậy là xong về phần family. Tiếp theo thì chúng ta sẽ đi vào cái phần gọi là template. Template là cái gì? Đầu tiên thì mình sẽ lưu một dự án bằng một cái template mechanical để cho các bạn hình dung được template đó là cái gì. Khi mình lưu một cái dự án bằng template mechanical, mình sẽ bắt đầu vẽ một cái ống gió. Thì như các bạn nhìn thấy mình đang vẽ, thì mình cứ click chuột ở đâu thì nó ra ống gió ở đó, và mình click ống nhánh thì nó sẽ tự động nó nối luôn, tự động tạo fitting. Và tương tự khi mình vẽ một cái đường ống nước cũng y chang như vậy, nó cũng tự động tạo fitting cho mình. Và bây giờ tiếp theo thì mình sẽ thử, mình sẽ vẽ cable tray thử xem nó như thế nào, vẽ thiết bị điện xem. Như các bạn nhìn thấy thì nó không hiển thị ra cái cable tray ở đây, và khi mình vẽ ra một cái đường mới nó không cho phép mình vẽ. Tiếp theo mình tắt nó đi và mình lưu một dự án mới bằng template điện. Và mình sẽ bắt đầu thử vẽ cable tray thử nó như thế nào. Rồi như các bạn nhìn thấy ở đây, thì khi mình vẽ cái bộ tray thì cảm giác nó cũng giống y chang như mình vẽ ống gió hồi nãy. Fitting tự động tạo ra, kết nối ống nhánh tự động kết nối, nhưng mà khi mình vẽ ống gió thì nó không hiển thị. Thì tại sao? Bởi vì template. Vậy template nó là cái gì? Template là một định dạng file của Revit. Nó dùng để chứa những cái setting sẵn có, để sau này mình làm dự án thì mình lấy cái setting đó ra để làm việc cho tiện. Và mình sẽ bắt đầu mình lưu một cái dự án mới bằng template của The Beam House cho các bạn nhìn rõ hơn template nó hoạt động như thế nào. Và khi mở cái template này lên thì các bạn thấy trong Project Browser nó có chứa rất là nhiều cái thư mục, và mỗi thư mục ở đây nó là một cái loại bản vẽ riêng. Và mình sẽ mở lên một cái thư mục của điện để cho các bạn nhìn thấy template nó hoạt động như thế nào. Ở đây thì các bạn nhìn vào cái view, các bạn sẽ thấy một cái cable tray. Mình chuyển qua HVC thì các bạn thấy chỉ có ống gió, miệng gió, ống gió mềm và FCU là những thiết bị của một bản vẽ thể hiện ống gió. Tiếp theo bản vẽ ống nước của HVC. Nhưng khi mình switch qua cái view 3D thì mình thấy tất cả những cái thiết bị đó đều nằm chung trên một chỗ. Vậy thì template nó setting sẵn những cái đó để chúng ta có thể tách được bản vẽ và làm được nhiều chuyện khác nữa. Bởi vì cuối cùng, cho dù mình làm 3D hay là 2D, mình cũng cần bản vẽ, mà mình cần bản vẽ riêng cho từng hệ. Và để đâu đó cái template này, các bạn có thể sử dụng được link trong description bên dưới cái video này, hoặc làm theo những cái gì mình đang làm trên màn hình. Đi vào web tự học Revit Map và mình xuống cái phần download tài liệu về để download cái template này về và sử dụng. Trong video tiếp theo thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn những cái thao tác cơ bản, những thao tác cần thiết nhất để làm chủ được một model Revit. Bởi vì không phải ai cũng cần Revit để vẽ. Có thể mình chỉ cần Revit để review thôi. Và nếu bạn chỉ cần Revit để review thì xem video đó là coi như bạn xong Revit rồi. Hẹn gặp lại các bạn trong video sau. Nhớ subscribe kênh để ủng hộ mình. Thank you mọi người. Goodbye.